Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 26 tháng 3 tiết lộ với các phóng viên rằng các cơ quan an ninh Belarus và Nga đã phối hợp hành động khi xe của nghi phạm tấn công nhà hát Krakow City Hall chạy về phía tây nam từ Moscow đến vùng Priyansk, khu vực giáp với cả Ukraine và Belarus. Tại khu vực này, các nghi phạm đã bị bắt. Ông Lukashenko cho biết, Belarus đã nhanh chóng thiết lập các trạm kiểm soát ở biên giới. Hãng thông tấn PELTA dẫn lời Tổng thống Belarus cho biết đó là lý do họ không thể vào Belarus. Họ nhìn thấy các trạm kiểm soát nên đã quay đi và di chuyển đến khu vực biên giới Ukraine-Nga. Ông Lukashenko nói thêm, Tổng thống Nga Vladimir Putin và tôi đã không ngủ suốt một ngày, hai bên tương tác liên tục. Vào tối ngày 22 tháng 3, một nhóm có vũ trang đã xông vào bên trong hội trường nhà hát Krakow City ở ngoại ô thủ đô Moscow, xả súng hàng loạt và châm lửa đốt. Vụ tấn công khiến ít nhất 139 người thiệt mạng, hơn 180 người bị thương. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm và công bố các video hình ảnh về vụ tấn công để chứng minh. Tuy nhiên, Moscow vẫn hướng sự nghi ngờ về phía Ukraine. Giới chức Nga cho biết, lực lượng an ninh của họ đã bắt giữ 11 nghi phạm, trong đó 4 nghi phạm mang hộ chiếu Tajikistan bị bắt giữ khi đang tìm cách tẩu thoát sang Ukraine. Một trong các nghi phạm khai rằng đã được thuê để thực hiện vụ khủng bố. Tổng thống Putin nói rằng vụ khủng bố do các phần tử Hồi giáo cực đoan thực hiện, nhưng có liên quan đến một chiến dịch đe dọa rộng lớn hơn của Ukraine. Theo người đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB Alexander Bogdinov, Moscow tin rằng cuộc tấn công đã được chuẩn bị bởi chính những phần tử Hồi giáo cực đoan và các cơ quan tình báo phương Tây có hỗ trợ, và Ukraine cũng liên quan trực tiếp đến việc này. Quan chức Nga cho rằng, Mỹ, Anh và Ukraine có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố vào nhà hát Krakow City. Ông Bogdinov chỉ ra rằng, một lượng lớn thông tin được công bố rộng rãi cho thấy phương Tây và Ukraine đang tìm cách gây tổn hại lớn cho Nga. Ukraine và các đồng minh phương Tây đã nhanh chóng bác bỏ cáo buộc có liên quan tới vụ khủng bố ở Nga. Trong khi đó, Mỹ và các nước châu Âu nói rằng thủ phạm duy nhất trong vụ tấn công này là IS. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng phương Tây đang ra sức khẳng định IS đứng sau vụ tấn công nhà hát Karkov City mà không chờ kết luận điều tra. Đại sứ Antonov nói, một câu hỏi đơn giản mà bất kỳ người nào, bất kỳ công dân Nga nào cũng có thể hỏi. Tại sao những kẻ này lại cố gắng trốn thoát khỏi Moscow về phía biên giới Ukraine? Tổng thống Putin cho biết, thông qua nhiều kênh khác nhau, Mỹ đang cố gắng thuyết phục rằng không có dấu hiệu nào cho thấy Ukraine có liên quan tới vụ tấn công. Tuy nhiên, ông chủ điện Kremlin nhận định đây là nỗ lực rõ ràng nhằm đe dọa Nga và phục vụ lợi ích của chính phủ Ukraine. Theo ông Putin, chúng ta cũng cần trả lời câu hỏi Tại sao những kẻ khủng bố lại cố gắng di chuyển đến Ukraine sau khi phạm tội và ai đang đợi họ ở đó? Hồi đầu tháng, Mỹ và một số nước châu Âu đã cảnh báo Nga về nguy cơ một cuộc tấn công khủng bố sắp xảy ra ở Moscow hoặc các thành phố lớn của Nga. Tuy nhiên, Moscow coi những cảnh báo này là không đáng tin. Lãnh đạo Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB ngày 26 tháng 3 nói rằng, Mỹ, Anh và Ukraine có thể đứng sau vụ tấn công khủng bố tại địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc ở ngoại ô Moscow vào tối ngày 22 tháng 3, theo đài RT. Vào tối ngày 22 tháng 3, một số tay súng đã nổ súng tại địa điểm hòa nhạc thuộc trung tâm mua sắm Crocus City ở Tây bang Moscow, khiến 139 người chết và hơn 200 người bị thương. Theo RT dẫn số liệu mới từ Ủy ban điều tra của Nga. Khi được hỏi liệu Mỹ, Anh và Ukraine có thể đứng sau vụ tấn công khủng bố tối ngày 22 tháng 3 hay không, Giám đốc SSB Alexander Bogdinov trả lời rằng, Chúng tôi nghĩ là như thế, trong mọi trường hợp, chúng tôi đang nói về thông tin chúng tôi có. Đây là thông tin chung, nhưng họ, các điều tra viên, cũng có kết quả cụ thể. Ông Bogdinov lặp lại tuyên bố của Điện Kremlin rằng những kẻ tấn công đã cố gắng chạy trốn qua biên giới Ukraine. Tôi sẽ cho quý vị biết một bí mật nhỏ. Họ sẽ được chào đón như những anh hùng ở phía bên kia. Ông Bogdinov nói với các phóng viên, theo AFP. Ông Bogdinov nói thêm rằng, dù Nga biết ai đã tổ chức cuộc tấn công vào tối ngày 22 tháng 3, nhưng kẻ ra lệnh vẫn chưa bị xác định. Ông Bokhtinov không cung cấp bằng chứng cho khẳng định của mình, trong khi Ukraine đã kịch liệt phủ nhận bất kỳ vai trò nào, theo AFP. Trợ lý cấp cao của Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak hôm nay viết trên mạng xã hội X rằng, những cáo buộc mới từ thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Pachusev rằng Kiev chịu trách nhiệm về vụ tấn công chết người ở Moscow vào tối ngày 22 tháng 3 là dối trá. Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã tuyên bố các tay súng của lực lượng này thực hiện các cuộc tấn công, làm hàng trăm người thiệt mạng và bị thương, gây ra sự tàn phá lớn cho nơi này trước khi họ rút lui về căn cứ an toàn, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Ngày 26 tháng 3, các nhà điều tra Nga đã có mặt ở Tajikistan để thẩm vấn gia đình của bốn nghi phạm trong vụ tấn công khủng bố nhà hát Krokus City Hall ở tỉnh Moscow. Theo hãng tin Reuters, Thông tin trên do ba nguồn thông tin an ninh ở Tajikistan cung cấp. Các nguồn tin cho biết, giới chức an ninh Tajikistan đã đưa các gia đình này từ nhiều vùng đến thủ đô Dushanbe để phía Nga thẩm vấn. Trước đó ngày 24 tháng 3, bốn nghi phạm liên quan đã bị buộc tội khủng bố và bị tòa án ra lệnh tạm giam trong thời gian chờ xét xử là Dalenzon Mizuliev, Saiza Grami, Barizoda, Samsidin Farizuni và Mohamed Sudi Zaisop đều có nguy cơ đối mặt với án tù trung thân. Mizozev đã thừa nhận là công dân Tajikistan. Bốn nghi phạm bị tạm giam cho đến ngày 22 tháng 5, song có thể lâu hơn tùy vào thời điểm ấn định ngày xét xử. Ba trong số bốn nghi phạm nêu trên đã nhận tội thực hiện vụ tấn công khủng bố khiến 139 người thiệt mạng, 182 người bị thương. Theo tờ The Moscow Times, tòa án quận Basmani cũng đã ban hành lệnh bắt giam thêm ba nghi phạm trong vụ tấn công khủng bố. Các nghi phạm là Isroy, Anton và Dilova Ismolov, cha và hai con trai, sẽ bị bắt giam cho đến ngày 22 tháng 5. Theo điều tra, Dilova Ismailov sinh ra ở Duhanspe, Tajikistan, sau đó chuyển đến Nga, nhập quốc tịch và làm nghề lái xe taxi. Người này được Samsidin Farizuni, một trong những thủ phạm của vụ tấn công khủng bố, chiêu mộ trước ngày 11 tháng 3 năm 2024. Người này cũng là chủ của chiếc ô tô Renault mà những kẻ tấn công đã sử dụng để bỏ trốn khỏi hiện trường vụ án. Còn Anchoi Islomov có liên quan đến nhóm tội phạm trước tháng 1 năm 2024. Tại tòa, người này tuyên bố mình vô tội. Trong khi đó, ngày 25 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chủ trì cuộc họp thảo luận với các biện pháp cần thực hiện sau vụ tấn công khủng bố. Tổng thống Putin khẳng định, những kẻ Hồi giáo cực đoan đứng đằng sau vụ tấn công. Cũng theo nhà lãnh đạo này, vụ tấn công khủng bố có thể sẽ là một mắt xích trong một loạt âm mưu của những kẻ chống nước Nga kể từ năm 2014. Ông Putin nói rằng, dù mong muốn chính đáng là trừng phạt thủ phạm, nhưng các cơ quan chức năng phải tiến hành cuộc điều tra một cách khách quan. Vụ tấn công khủng bố tại nhà hát Krakow City Hall gần thủ đô Moscow xảy ra vào tối ngày 22 tháng 3 vừa qua. Theo Ủy ban điều tra Liên bang Nga, Nga đã tạm giữ 11 đối tượng tình nghi, trong đó có 4 đối tượng tình nghi trực tiếp thực hiện tấn công. Trước đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev tuyên bố, nước này sẽ tìm ra những kẻ đứng đằng sau vụ xả súng đẫm máu, dù chúng đến từ đâu và chúng là ai. Ông Medvedev tuyên bố, chúng tôi sẽ trả thù cho từng người trong số những nạn nhân thiệt mạng và bị thương. Những đối tượng có liên quan, bất kể nguồn gốc và địa vị từ quốc gia nào, hiện đều là mục tiêu chính và hợp pháp của chúng ta. Giới chức Nga cho biết, tính đến cuối ngày 25 tháng 3, số người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ở nhà hát Krakow City, ngoại ô thủ đô Moscow, đã tăng lên 139 người. Trong khi, khoảng 190 người bị thương đây là vụ khủng bố đẫm máu nhất ở Nga trong vòng 20 năm trở lại đây. Vụ việc diễn ra ngay sau khi cuộc bầu cử tổng thống ở Nga làm dấy lên những câu hỏi về lỗ hổng an ninh tiềm tàng của Moscow. Khoảng 2 tuần trước khi xảy ra vụ khủng bố, Mỹ và một loạt các nước phương Tây đã cảnh báo về nguy cơ một vụ tấn công khủng bố sắp xảy ra ở Moscow hay các thành phố lớn của Nga. Các năng này khuyến cáo công dân của họ không đến những nơi tập trung đông người như các địa điểm biểu diễn âm nhạc, trung tâm mua sắm Washington cũng chia sẻ thông tin tình báo tương đối chi tiết liên quan đến mối đe dọa này cho phía Nga. Những cảnh báo đó không phải là không có cơ sở, bởi ngày 7 tháng 3, Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB tuyên bố đã ngăn chặn thành công một âm um mưu tấn công khủng bố của một phần tử tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS nhằm vào Moscow. Tuy nhiên, Moscow dường như chưa chú ý đến những cảnh báo của phương Tây. Hôm 19 tháng 3, nghĩa là 3 ngày trước vụ khủng bố, tại cuộc họp với các nhà lãnh đạo FSB, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng đó là những cảnh báo khiêu khích tất cả những hành động này như hành động tống tiền trắng trợn và nhằm đe dọa gây bất ổn cho xã hội của chúng ta chủ nhân điện kremlin nói nina grucheva giáo sư về các vấn đề quốc tế tại new york mỹ cho rằng fsb dường như vẫn cảnh giác với is tuy nhiên việc nga đang bị mắc kẹt trong cuộc đấu tranh sinh tồn với một phương tây do mỹ dẫn đầu sẽ khiến moscow khó có thể chấp nhận được lời cảnh báo an ninh từ mỹ giáo sư grucheva nói có rất nhiều sự ngờ vực ở đây sự ngờ vực có thể đã khiến cho giới chức Nga bỏ qua việc tăng cường các biện pháp an ninh cho những sự kiện tập trung đông người. Báo Guardian dẫn lời một số nhân chứng sống sót sau vụ khủng bố cho biết, lực lượng an ninh tại nhà hát Crocus City rất mỏng và lơ là ngay cả khi sự kiện ở đây thu hút hàng nghìn người tham dự. Đây có thể là một phần lý do khi nhóm tấn công có thể dễ dàng tiếp cận, thực hiện vụ tấn công và tẩu thoát sau đó. Vụ khủng bố xảy ra trong bối cảnh lực lượng an ninh Nga đang dồn nguồn lực cho chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine và hàng nghìn nhân viên lực lượng cảnh sát an ninh của Nga cũng được điều động tới đảm bảo an ninh tại các vùng lãnh thổ Ukraine bị Nga kiểm soát. Điều này khiến lưới an ninh trong nước trở nên mỏng hơn, dễ trở thành mục tiêu tấn công khủng bố hơn. John Schiffer, một cựu nhân viên của cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA cho rằng, FSB đang ưu tiên nguồn lực cho các mối đe dọa khác hơn là các mối đe dọa từ khủng bố hồi giáo khu vực Trung Á. Mối đe dọa từ khủng bố hồi giáo từng là nỗi ám ảnh đối với Nga. Tuy nhiên, Nga dường như tin rằng Mối đe dọa này đã phần nào lắng xuống sau các chiến lược cứng rắn ở vùng Bắc Kakaosov vài năm trở lại đây. Một nhà phân tích chỉ ra, tất cả đều cho rằng không còn mối đe dọa nghiêm trọng nào nữa từ khủng bố Hồi giáo. Vấn đề là vụ tấn công khủng bố vừa qua có phần khác với những vụ trước kia. Nếu trước kia, thủ phạm là phần tử cực đoan từ phía Bắc Kakaosov, lần này hầu hết nghi phạm là công dân Tajikistan. Ông Mark Kagelty, chuyên gia về an ninh Nga bình luận, chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo Trung Á vẫn là một vấn đề thực sự đối với FSB. FFB có nhiều kinh nghiệm đối phó với những kẻ cực đoan ở Bắc Caucasus. Họ đã chi những nguồn lực khổng lồ cho việc đó, nhưng Trung Á như một điểm mù. Ricardo Valle, một nhà nghiên cứu về các phong trào thánh chiến, cho rằng vụ tấn công nhỏ lẻ hồi đầu tháng này của các phần tử Hồi giáo cực đoan ở Nga lẽ ra đã khiến cho fsb đặt các lực lượng trong trạng thái sẵn sàng cao nhất. Ông Valle cho biết, từ các tuyên bố và cuộc tấn công trước đây từ ISISK bao gồm cả vụ tấn công vào đại sứ quán Nga ở Kabul vào năm 2022, cũng rõ ràng rằng nhóm này đang nhắm đến Nga. Về phía Nga, trả lời câu hỏi của phóng viên liệu vụ tấn công khủng bố vừa qua có phải là thất bại của các cơ quan an ninh tình báo nước này hay không, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, thật không may, không một thành phố nào, không một quốc gia nào có thể hoàn toàn tránh được mối đe dọa khủng bố. Ông Peskov cho biết, các lực lượng đặc nhiệm đã làm việc không mệt mỏi để bảo vệ nước Nga. Ông cũng nhấn mạnh, cuộc chiến chống khủng bố là một tiến trình đòi hỏi sự hợp tác quốc tế toàn diện. Tuy nhiên, có thể thấy rằng trong giai đoạn đối đầu gay gắt nhất hiện nay, sự hợp tác đó chưa được thực hiện đầy đủ. Khi được hỏi liệu các cơ quan an ninh Nga có cần sự hỗ trợ từ phương Tây hay không, ông Peskov nói: Các cơ quan đặc nhiệm của chúng tôi đang hoạt động độc lập, hiện tại không có bất kỳ sự trợ giúp nào.